Chào tất cả các bạn và anh em đã đến với kênh YouTube Tân Vinh của em ha. Kênh em là chuyên thanh lý, mua bán, trao đổi thiết bị âm thanh, dàn nhạc sống, dàn kẹo kéo và có thâu mua dàn nhạc của anh em ở gần xa ha. Địa chỉ em ở là Linh Thới, Cầu Kè, Trà Vinh, số điện thoại là 0787979286 ha. Anh em có nhu cầu mua bán dàn nhạc hoặc trao đổi thiết bị âm thanh thì alo số màn hình giùm em ha. Thì hôm nay em đã sửa cái kho là anh em, sửa cái kho cho nó rộng ra ha, để đồ cho nó thoải mái hơn tí. Lo thì em để mấy bên kia anh em ha, tí em sẽ quay anh em ha. Và hôm nay thì em có là vai số nè, men 1U, men thì về khá là nhiều men anh em ha. Men thì về mười mấy con anh em, nói 20 con hơi nhiều ha. Thì mới thâu về nhạc về gã ra được cũng được một số món đồ thanh lý rồi đó anh em. Thì anh em cần muốn nào thì alo số màn hình giùm em ha. Em có máy cuộn dây điện anh em đó. Thì hôm qua thì cũng có một khách, mình bán đồ cho khách rất là bức xúc anh em ha. Anh em cần mua hàng thì cứ alo cho em đó. Như mấy hàng nhẹ này mình không cọc anh em ha. Cho dù hàng giá trị cao mình cũng không cần cọc cũng được. Đó, một khách hàng thì mình không, bây giờ là cái chung là khách hàng mà sai với mình cũng không nói tên, không nêu lên nữa anh em ha. Em nói vấn đề nè, anh em mà cần mua hàng, chính xác là mình cần mua hàng thì mình hả mua để đừng có chiêu em tội nghiệp, tốn tiền ship, tốn thời gian của em anh em ha. Có một khách hàng đó là em đặt em một cây có số 260 hôm trước 2 triệu mà em gửi nhầm. Thì nó bị lạc đơn. Cái hôm sau em quay cái clip lại có một con 260 2.8 ở đây nè anh em ha, cách kêu chốt đi. Em nói là ai có hai con, một con 2.8 và một con 1.8, anh lấy con nào? Anh nói lấy 2.8, mình gửi cho ảnh lên con 2.8, con có số 260. Xong anh nói anh đặt con 1.8, không phải là con 2.8, em gửi nhầm rồi, gửi lại cho anh đi. Rồi em nói ok, nếu mà anh nói em gửi nhầm thì em gửi lại anh một con 1.8, em lấy con 2.8 về. Xong mình gửi lên cho khách, shipper điện nói với mình là khách hủy đơn rồi. Cái em điện lại khách hàng, rồi sao anh lại đặt con 1.8, bây giờ em gửi nhầm, em gửi 2.8 anh không nhận thì con 1.8 anh nhận giùm em đi. Bây giờ anh cho anh con ghe con code rồi anh không có nhận được. Nó nói chung là đó là cố tình chiêu người anh em, tốn thời gian, tốn tiền ship của mình đó mà khách hàng không cọc nữa anh em ha. Thì khách hàng, những khách hàng đó thì mai mốt em vẫn bán hàng bình thường anh em, nhưng mà phải cọc đủ, chuyển khoản đủ em mới bán nha. Còn những khách hàng đó không cần, bây giờ nhiều khi là bây giờ bán mua mà em cũng không cần bán cho những khách hàng đó luôn anh em ha. Nhiều khi bức xúc nó hơi nhiều anh em cũng thông cảm giùm em nha. Thì hôm nay em có về được một đống dây điện luôn anh em. Cái này là ở trong kho, em dọn kho ra em để trong chổng đó. Là dây này là dây hai ruột nè anh em ha. Có đầu nuôi chích sẵn luôn. Đó, có đầu nuôi chích sẵn luôn ha. Đây một đống dây này, đó, một đống dây như thế này. Nếu mà anh em lấy hết đống này thì bán anh em 500.000 dây có đầu nuôi chích luôn. Mình cái đầu nuôi chích không muốn đủ tiền anh em ha. Dây này là dây 2.5 luôn nè, đó, dây hai ruột ha. 2.5. Nó có đầu nuôi chích luôn. Còn một đống dây này là dây gắn vô dây lo nè anh em ha. Có đầu nuôi chích luôn rồi ha. Thì một đống này chắc tầm khoảng trăm mấy mét á, ít nhất là khoảng 150 mét nha. Dây này anh em, ít nhất là 150 mét, bán cho anh em hết cái đống này 500.000. Hết cái đống này luôn nha. Cái đống này cũng hơi nặng ký rồi nha. Đó. Đống dây này là dây hai ruột anh em ha. Dây này là hai ruột hết nha. Một đống này là 500.000. Thì bèo nhất cũng trăm mấy mét á. Tại vì một cuồng là mấy chục mét rồi. Nó cái này nhiều cuồng lắm anh em ha. Cuồng vậy nè. Có đầu nuôi chích sẵn luôn. Trong này thì đầu nuôi chích nó khoảng là mười mấy đầu anh em ha. Đầu này là khách đang xài nè. Đó. Ở trong kho em dọn ra anh em ha. Em thu dàn nhạc về mà em không để ý tới. Bây giờ em dọn cái kho ra nó còn dư. Anh em mua thì đống này hết, đống này 500.000 ha. Cái này về mà anh em gáp nguyên dàn nhạc là dư dây nguồn luôn. Có dây 4.mấy luôn anh em. Dây mềm 4.5 hay gì nè. Dây to quá trời to luôn nè. Có cộng quá trời to luôn nè. Dây đồng hết nha. Đó, có mấy cái cuộn dây lo nữa nè. Anh em mua alo em ha, 500.000. Vang thì em có rất là nhiều vang ha. Để em quay vô lo trước ha. Quay vô lo thì trong này thì em còn được một số lo anh em. Lo thì em còn là một cặp 300B và một cặp 500B. Một cặp 300B Trung Quốc nha. 300B Trung Quốc thì giá nó là 1.7 triệu. 500B thì bán em 1.9 triệu ha. Em còn hai cặp 300B và 500B. Bên này thì em có lo 40 và lo 50. Em để cho nó gọn cũng kho ha. Lo này là lo 40 nè. Từ 1.9, con là con 75, có làm con rồi, hoạt động tốt. Cái này bán em 1.300.000 một cặp ha. Và một cặp mẫu Lexo. Một cặp mẫu Lexo này bán cho anh em với giá là 1.400.000. 1.400.000 anh em ha. Đây là súp GCF Bass 40. Có thể anh em có thể làm súp được và làm full được ha. GCF thì em còn tổng cộng là hai cặp.
Bát 40 từ 220 và coin là coin 100 anh em nha. Cặp này là bán giá 2 triệu, lẻ một cái là 1 triệu ha. Chưa vệ sinh. Đó. Lo thì ghim đẹp. Còn em mua lo mới thì em cũng có lo mới luôn ha. Hoặc là anh em muốn mua lo giá rẻ thì em có là lo DC, DC nè. DC 400W. Từ 170 coin 75 em có là 2 cặp, giá là 1 triệu đồng một cặp ha. Có làm coin rồi, hoạt động tốt. Bát 40 giá chỉ có 1 triệu đồng một cặp. Hoặc là em có một cặp JBL nha, JBL từ 220 coin 100. Bát coin zin giá là 2 triệu đồng. Đó, thì anh em có thể làm súp được và làm full được ha. Mẫu vỏ súp thì 2 triệu 6 một cặp, có lưới chống bụi nè anh em nha. Đó. Mẫu này em có nhiều mẫu lắm. Và đây là mấy cái lô lo mới của anh em ha. Lo mới thì lo 40 50 men 4 kênh, men C1002 ha. Mang 4 kênh lo mới thì em có rất là nhiều mẫu ha. Đây là có mẫu BA nè. Mẫu BA Trung Quốc 2 triệu 8 một cặp. Mẫu neo, neo 40 con 75, giá là 2 triệu 8 một cặp. Neo 30 là 2 triệu rưỡi nè em ha. Cái này dọn kho ra bụi quá là chưa vệ sinh xong ha. Neo 30 con 75, 2 triệu 6. Bát G-Set từ 220 con 100, bát 40 giá của nó là 2 triệu rưỡi nè em nha. Và bát từ 208 con 125 thì giá của nó là 4.400.000, hàng mới nha. Cái này thì em chỉ quay thôi, nó bụi bặm như thế này nhưng mà giao cho anh em là giao cái lô mới chứ không phải là giao mấy cái này nha. Cái này để chỉ quay thôi anh em ha. Bát 50 từ 220 con 100, giá của nó là 3 triệu đồng một cặp. Và đây là cái mẫu 40 anh em ha. Mẫu 40 em còn được một cặp nè, giá cũng hợp lý anh em. 40 cặp này em để trong kho, tồn kho cũng hơi lâu rồi anh em ha. Một cặp 40 con 75 từ 190, hàng mới nha. Trong kho mà em quên là còn một cặp này thanh lý anh em, giá là 1.600.000. 1.600.000 luôn ha, còn tồn kho. Trong kho em lột sao còn sót một cặp mà em quên để ý tới nè anh em. 1.600.000, bát 40 con 75 hàng mới nha. Đó, hàng còn nguyên bọc như thế này luôn. Hàng mới nha. Và em sẽ quay cho anh em là chép thì em còn mấy cặp chép thanh lý về quên. G-Set 800.000 chép này còn rất là đẹp. Em băng dính lại rồi nha. Đó, còn băng dính lại rồi ha. Còn hai cặp, một cặp G-Set và một cặp hình như là cũng giống như G-Set đó nè. Hai cặp này thanh lý là 800.000 ha, còn rất là đẹp. Đổi chép neo với khách đó nè. Còn chép G-Set mới thì tí em sẽ quay cho anh em ha. Miro thì em có là mấy bộ Miro giá rẻ anh em ha. Một bộ Miro này bán giùm cho khách nè anh em, hai tay hoạt động tốt nha. Miro Sure 400k, Sure 820. Khách đã có chế cộng dây 6 ly ở phía sau anh em nha. Đó, anh em không thích thì mình tháo ra ha. Sure 820 400.000. Đây anh em ha, Sure 820. Hai tay hoạt động tốt nha. Đó, hai tay hoạt động tốt 820. Khách rất là kỹ quấn băng keo mấy cái này thì mình không thích thì mình tháo ra anh em ha. 400.000 cho một bộ Miro hai tay. Và một con mixer giá rẻ Omaton. Omaton thì bán anh em giá là 500k, một con mixer Việt Nam ha. Giá là 500. Một cái mixer SX12. Nói chung các lai hoạt động tốt, khách thì cũng có sơn lại phần này anh em. Nó phần này xét anh khách có sơn lại ha. Nhìn tổng quan ở ngoài là còn đẹp. Có eco đầy đủ, giá là 1.500.000. Một bàn mixer FX12 giá chỉ có 1.500.000 anh em ha. Và còn một bộ Miro 7 là SG28B. Đây, một bộ Miro 7 như thế này bán cho anh em giá là 1 triệu đồng cho một bộ Miro 7 nè ha. S28B nè. Và một con gian cơ lai số 48 bit, màu trắng, mã là B6. Cái này bán cho anh em 1 triệu đồng. Có eco revert đầy đủ, có 4 chế độ ha. Rồi có, xin lỗi anh em, là có 8 chế độ, 6 chế độ, 8 chế độ nè. 8 chế độ nha. Đó, 8 chế độ Eco Revert 1 triệu đồng. Mà mấy cái này là cái lô hàng đeo của laptop mới bên em thì giá là 3.800.000 nha. Có quay mấy clip trước anh em ha. Đây là cái lô đeo laptop đeo Core i5 chạy Windows 10 anh em ha. Còn đây là Miro mới, Miro Sure URX 31 thì giá của nó là 1.900.000. Quay cho anh em là còn mấy cây X5 ha. X5 thì em còn một cây DB nè, DB Acoustic S5 Pro bán em 2.400.000. Một con X5 này hai nguồn hàng bãi nha, mấy con này hàng bãi hết, giá bán anh em giá là 2 triệu. Đây cũng là 2 triệu đồng nè anh em ha. Đó, X5
vào cây X6, một cây X6 đẹp keng. Đó, đẹp keng thì cây này là 2,2 triệu anh em ha. X6 2,2 triệu. X5 này 2 triệu anh em ha. Hàng 2 nguồn hết, tất cả là hàng 2 nguồn hết nha. Và mấy cây Vina này thì khách chốt rồi. Vina hiện tại thì nhờ khách yêu mến thì cũng đã chốt hết rồi anh em ha. Thì hôm trước là em về cũng mười mấy cây khách cũng chốt hết. Và tiếp theo thì em có là mẫu mẫu man nguồn sung size 1U, có thể là đánh monitor tốt, đẹp. Đánh tốt là một kênh là đánh 2 cặp 30 con 75 anh em ha. Mã là D8 của DH Audio anh em ha. Thì hôm trước em cũng về được 7-8 cây, mà hôm nay thì về cũng được còn được 2 cây anh em ha. Nhờ anh em thương thì cây này bán anh em giá là 2,8 triệu. Đây là còn tem của bên phân phối này anh em ha. Đó, còn tem đầy đủ nha. Một con Crown SL402 Crown thì bán cho anh em giá là 2,8 triệu. Đó, một con men đến từ thương hiệu Mỹ ha, nhưng mà cái này là chắc Trung Quốc lắp ráp nha. 2,8 triệu một cây Crown SL402. Tiếp theo là em còn một cây men 7 MR9000. Một cây MR9000 chạy là 32 sò anh em ha. Tăng phô tròn men 7. Thì cái này nó tựa giống như là MG7200 vậy anh em ha. 32 sò, cây này bán anh em 2,8 triệu. Mấy con men 7 thì đặc trưng của nó đây. Cái mặt phay nhôm cũng rất là đẹp nha. 2,8 triệu mình sở hữu được một cây men 7 MR9000. Chạy là 32 sò và tổng cộng là nó chạy 12 tụ anh em ha. Quay đây men thì em còn mấy cây ha. Men thì em có về được một con men 32 sò, khách này là cũng bơm nữa này anh em ha, mình cũng không nói tới. Khách một con men này là gần 30 kg anh em nha. Khách nói là ủa tiền ship gì mà tới 150.000 dữ vậy, mắc dữ vậy. Em nói là anh cứ 30 anh cứ nhân lên thử coi 1 kg là bao nhiêu tiền ha. 30 kg mà gửi về Cà Mau mà anh nói mắc. Rồi xong anh nói mắc, em tặng cho anh luôn tiền ship luôn. Rồi anh cũng không nhận hàng luôn anh em ha. Anh cọc 200.000. Thì nói chung có cọc với anh em cả như một cục men, thì anh em cọc 200.000 thì ship đi ship về nó khoảng là 300.000, thì em phải hỗ trợ lại cho trả cho shipper thêm 100.000 nữa. Là anh em đừng có nghĩ là anh em không nhận hàng là em lại nhận được 200.000, đó không phải anh em ha. Anh nghĩ đi, như cục hàng về 150.000 thì ship đi ship về là bao nhiêu ha, rồi cái tiền đó rồi shipper họ sẽ lấy chung của mình nữa, chứ không phải là tự nhiên mà người ta ship không cho mình, ship phi cho mình bao giờ anh em nha. Đó, anh em cọc 200.000 mà nói em lấy 200.000 là sai nha. Đó, rồi còn men 32 sò bị bơm này bán cho anh em với cái giá là 2 triệu đồng luôn. 32 sò hôm nay thì bán em 2 triệu đồng. Một con men 4 kênh Việt Nam lắp ráp, cái này là tự chế anh em nha, 2,5 triệu. Một con men 4 kênh chạy phét nè. Đó, cái thân phô thì chế bí này là chắc là thân phô này là quấn anh em nha. Còn cái bo này thì chắc là cái bo đặc nè. Đó, cái bo này là bo đặc, chạy 4 kênh, con này bán em 2,5 triệu. Cái này là men chế, em cũng không biết cái họ chế thì sao nha. Tại vì em thâu trong vàng về thấy vậy em tháo ra em bán, chứ nói chung là mấy cái mạch này em không có làm, anh cũng không có biết anh em ha. 2,5 triệu cho một con men 4 kênh Việt Nam chế. Men Z1200 thì em có về được cái mẫu 1200W đổi mẫu cho anh em. Hôm trước thì em bán cái mẫu kia cũng là 1200W, cái mẫu này cũng là 1200W. Mã là Z1200 của V3 Aquatic. Cái này bán anh em giá là 6,500,000. 6,500,000 một cây. Đây là hàng mới thì trong kho em có quay đó anh em. Thì em cũng còn cũng mấy con, cũng 4-5 con mới nhập về anh em ha. Con này thì có thể đánh được 2 súp và 4 full. Đó, 2 súp và 4 full nguyên vàng nhỏ nhỏ luôn, ok hết ha. 6,500,000 hàng mới. Tiếp theo là em có một cây đề Nomad 32021. Cây này thì của mấy anh ở đâu Vũng Tàu gáp nè. Việt Nam chạy là 64 sò, thì con này em bán cho anh em giá là 3,6 triệu đi ha. 3,6 triệu cho một con Việt Nam này, hôm trước bán 3,8 triệu gì nè, hôm nay bán anh em 3,6 triệu luôn nha. Và một cây men nguồn sung, một cây men nguồn sung này bán cho anh em với cái giá là 2,8 triệu, đánh được một cặp 40 con 75 size là 1,5 U. Cái này gắn mấy cái lo ké thì rất là hay anh em ha. Quay vào vàng thì bên này em còn khá là nhiều vàng đa số rồi độc xì anh em ha. Trước tiên là có một cây S3000A, một cây vang số 6 ao chỉnh giống X5, giá là 1 triệu đồng nha. 1 triệu đồng cho một cây vang số này. Và một cây nén tiếng Comlexer nè, 266XL, 600K. Một cây DMX 2000 là một cây vang số
DMX thì anh em thỏ ra nó có trên mạng đầy đủ hết. Cây này bán em 800 ngàn luôn ha, 800 ngàn cho một cây DMX này. Và một cây vang đề non K3000 Pro. Cây này thì nó có chế độ in, delay, reverb đầy đủ hết. Bán anh em 1 triệu đồng, có Bluetooth ha. Vang net 30 Bluetooth thì bán anh em 900 nghìn luôn. Đó, 900 nghìn cho một cây vang net 30 Bluetooth có Bluetooth. Hai cây này có Bluetooth, có màn hình đầy đủ anh em nha. Giá cực kỳ yêu thương cho anh em luôn. Mi reverb thì em có là mi reverb 4 anh em ha, đẹp và xấu có luôn. Thì một cây thì là 1 triệu đồng. Quát số thì em còn một cây quát số Linon ha, Linon. Giá của cây quát số này là bán cho anh em với cái giá là 1 triệu 300 nghìn một cây quát số. Một cây vang số 7, hàng nội địa chung anh em ha. Nó con này với Theta K6 là giống nhau. Một cây là bán anh em 1 triệu 300 nghìn, Theta K6. Và một cây này thì mấy anh em mà cứ tra lên mạng đi. Cái bản này thì thường thường là bán 2 triệu mấy nè. Bán em cũng 1 triệu 300 nghìn luôn ha, 1 triệu 300 nghìn. Cái bản trên là toàn tiếng tạo hết anh em ha. Mini vật 4 của em cũng còn anh em ha. Mini vật 4 bữa nay thì 800 nghìn một cây. Bên đó cũng là 800 nghìn một cây. Mini vật 4 cũng còn mấy cây anh em ha. Vang số thì em có là cái mẫu là DK-KIN DK-9000 anh em. DK-9000 thì bán anh em giá là 1 triệu 4 ha. Cây này hơi xấu hơn cây kia. Bosa thì em bán anh em giá là Bosa X5 nè anh em. Bán anh em giá là 1 triệu 700 nghìn. Bosa X9 là bán anh em 1 triệu 900 nghìn. Đó, Bosa X7 và X5 và X9 anh em ha. Một cây MLS DSP 9008 thì bán cho anh em với cái giá cây này 1 triệu đồng. DK Kim 9000, tiếp theo là cây này thì nó đẹp anh em ha, còn nguyên tem luôn. Cây này bán cho anh em giá là 1 triệu 500 nghìn. Một cây X8 mã là DK 6000 thì hai mic liên biệt anh em nha. Cây này 2 triệu đồng. Một cây Sansui bán cho anh em 1 triệu đồng. Và một cây 3R21E bán cho anh em với cái giá là 1 triệu đồng luôn ha. Lọc xì thì em có là lọc xì tuner gì bán cho anh em 600 nghìn nè. Một lọc xì 2U mà bán anh em chỉ có giá 600k thôi. Một con lọc xì DMX màu trắng 231 cũng đẹp, có bông chát ra sát một hai lỗ nè anh em, 600k ha. Cây này dưới thì khách chốt rồi. Và em có mẫu mi là Sennheiser mới bên kia thì giá là 1 triệu 400 nghìn. Miro mới anh em ha. Và bên này thì em có là giỏ nè. Một cặp giỏ 40 mới vừa về nha. Một cặp giỏ đơn 40 đơn anh em ha. Giỏ là giỏ sơn. Nó hơi chá nắng gọi cũng hơi khó thấy ha. Cái này bán em 1 triệu mốt. Một cặp giỏ này sẽ sơn lại đẹp cho anh em nha. Một cây vang số. Ở một cây vang cơ. Lai số K2000. Đây ruột gan anh em ha. Bo chống hú đây. Sẵn tháo qua vệ sinh rồi nè. K20 ha. Của TDA Cotis bán anh em giá là 1 triệu đồng, sẵn vệ sinh ha. Và đây là một cặp bát Fane. Cặp bát đến từ thương hiệu này chắc của Anh hả gì đó. Có lá cờ này nè, Fane Anh Mỹ gì nè. Đó. Của Sarasun gì đây. Fane bát 40 con 75. Bán anh em giá là 2 triệu 500 nghìn ha. 2 triệu 500 nghìn cho một cặp bát Fane. Đó, một cặp bát Fane nha. 2 triệu 500 nghìn, bát là bát rin nha. Nó có gì à? In lên đây nè anh em, Fane, chữ Fane này nè, đây Fane này ha, 2 triệu 500 nghìn. Này chưa để vô kho nữa anh em ha. Đồ thì em có rất là nhiều. Nó cặp súp này thì thành phẩm nè anh em. Bát là bát 50 mẫu như thế này, có lưới chống bụi. Bát RCF có làm con rồi, hoạt động tốt, 3 triệu 200 nghìn một cái cặp súp thành phẩm như thế này anh em ha. Và em có một cây men của Vũ Hải BA 4008 thì cái này là chạy 48 sò anh em ha. Nó cái này 48 sò bán anh em 2 triệu 400 nghìn. Men Việt Nam 48 sò đánh phun đôi ok ha. Và một cây men giá rẻ GHS bán anh em 2 triệu đồng luôn. 2 triệu đồng một cây men giá rẻ GHS. Và đây là cái lô GCF 450 này nè. 450 và 750. 450 thì bán anh em giá là 500, 750 hàng mới thì bán anh em là 1 triệu ha. Cái lô chép thì lúc nào cũng có hết, có sẵn cho anh em hết ha. Đây là chép GCF nè anh em ha. Đó, thì đây một cái thùng, một cái lô luôn. Và cái tủ máy này thì em chưa rảnh để gáp cấu hình cho anh em nữa nè. Tủ máy thì có một cây VA, một cây vang VA 333 có Bluetooth ha. Cái này bán anh em 1 triệu. Miro UGX10 bán anh em giá là 1 triệu 1. Một cây nâng tiếng 700k. Một cây vang số 7 bán anh em 800 nghìn.
một cây crack audio này. Cái này để em tháo gột ra ha. Một cây CA 6.4, mấy cái này chưa tháo gột anh em nha. Tháo gột chụp hình báo giá sau anh em ha. Thì chuẩn bị là lên cấu hình cho khách. Nhưng mà em công việc nhiều quá nên chưa có rảnh làm anh em. Tủ máy thì em có là tủ máy 12U. Cái này để ra trưng bày thôi anh em ha. Tủ máy này 12U có ngăn mixer 2.4 triệu. Vỏ lo kéo thì em có là mẫu lo kéo 3 bát anh em ha. Mẫu lo kéo 3 bát đây và mẫu 2 bát. Mẫu tủ 8U không có ngăn mixer và không có nắp thì giá là 1.1 triệu một cái anh em nha. Vỏ súp này thì 2.6 triệu một cặp, bát là bát 50, mặt xéo và bát 40 thì là 2.3 triệu anh em ha. Mặt xéo có, mặt phẳng có. Nói chung là cái lô vỏ này thì em sẽ chuẩn bị vô kho cho nó gọn lại nha. Mình chuẩn bị xong cái kho thì mình để vô cho nó gọn lại ha. Em để nó hơi bị bừa bộn quá anh em. Để hơi bị bừa bộn. Đây là cái lô vỏ lo đứng nè, vỏ BSD này nha. Vỏ BSD 50 thì giá của nó em đang bán là 4.400.000. Vỏ BSD một cái thì nặng khoảng 5 mấy ký nha. Vỏ không anh em ha. Cao là 90, hậu là 75. Đây là cái lô vỏ Array anh em. Vỏ Array 40 giá là 2 triệu đồng một cặp. Súp đôi. Đây là cái lô còn một cặp súp đôi thành phẩm. Thì anh em muốn mua vỏ thì là 2 triệu 8 nha. Vỏ mặt xéo. Để em quay cái vỏ cho anh em xem. Đây là cái tủ máy em đang gáp lên cho khách 10.500.000. 10.500.000 thì mình có là men nè, vang nè, micro nè, 2 bát 40 con 75 nè anh em ha. Nó đang gáp thành phẩm rồi ha. Đây là cái cặp súp đôi nè anh em. Súp đôi thì là hai mặt xéo anh em ha. Bát là bát RCF. Anh em mua bát RCF thì tháo ra là 2.5 triệu một cặp anh em nha. 2.5 triệu một cặp còn rất là đẹp. Vỏ là 2.8 triệu. Thành phẩm thì bán anh em giá là 7 triệu đồng ha. Nó nếu mà bán thành phẩm là giá là 7 triệu. Và đây là cái lô vỏ mới. Vỏ mới này thì em cũng chuẩn bị đem vô kho cho nó gọn lại. Vỏ mới 4.400.000 cho một cặp vỏ súp đôi 50 vỏ mới anh em ha. Và còn một cái tủ máy. Một cái tủ máy này thì bán anh em 1.2 triệu ha. Nó có nắp đầy đủ nè anh em. 1.200.000. Có nắp. Giờ tủ này là tủ 10U ha. Ôi, tủ này là tủ 12U hay gì đó. Có nắp như thế này. Giá là 1.200.000 cho một cái tủ khóa gài ha. 1.2 triệu đây. Có được một cái tủ về đi show được ok ha. Tủ cũng còn đẹp, tương đối đẹp, không có xấu ha, không có mối mọt gì hết. Một cái bộ micro này nữa, một cái bộ micro bãi này cũng cách dán tay cũng hơi xấu, mã là của nó là Bima này ha. Một cây micro Bima 24 Pro. 24 Pro 500.000. Hai tay hoạt động tốt luôn anh em ha. Một bộ micro Bima 500k thôi. Nó mấy bộ micro mà em thanh lý về giá rẻ thì em bán anh em giá rẻ ha. Và bên này thì em còn là một cái súp này bán giùm cho khách anh em ha. Quay cũng mấy clip rồi thì cái nào bán giùm là em nói bán giùm anh em ha. Một cái súp 40 thành phẩm, bát đẹp hết, khách về là xài gia đình chưa được bao lâu hết, nhờ em bán lại thì khách nhờ em bán lại giá là 2.500.000 cho một cái súp 40. Một cái anh em nha, nói rõ nha, một cái nha, 40. Và em còn được một cặp 30 đôi. Một cặp 30 đôi này giá của nó là 1.500.000. Xài nó là 2 bát 30. 2 bát 30 hình như con là con 50 mấy. Em cũng không để ý rõ, không có tháo ra luôn. Nhưng mà em biết khoảng 50 mấy. Chép là chép 450. Một cặp thành phẩm luôn bán cho anh em chỉ giá chỉ có 1.500.000 thôi. Đó, 1.500.000 cho một cặp bát vỏ này là vỏ dạng như vỏ nỉ mà khách tháo ra khách sơn lại đó nè. Tháo ra khách sơn lại nha. Thì 1.500.000 này là chỉ có mình bán bát với chép không cũng gần đủ tiền anh em ha. Thì thâu lại trên vàng thì nó là 1.500.000 cho một cặp full đôi 30. Full đôi 30 ha. Thì em quay clip cũng hơi dài rồi, em có bán thêm xe đạp điện anh em. Có mẫu 10 triệu, có mẫu 8 triệu và mẫu 6 triệu anh em ha. Thì anh em cứ lại nhà ủng hộ được chiếc nào thì ủng hộ giùm em nha. Đây là cái mẫu 6 triệu nhỏ xinh xinh bên đây thì em còn được 3 chiếc nè anh em ha. Và đây. Bên đây thì cái mẫu này là mẫu 8 triệu anh em nha, mẫu 8 triệu. Mẫu 8 triệu ha, của Osaka. Xe 1 yên 4 bình. Bảo hành 1 năm cho anh em hết nha. Mẫu 10 triệu gì cũng có. Và có nhận đi giao cho anh em. Và em có bán thêm chiếc xe 7 chỗ. Một chiếc 7 chỗ bán giùm đứa em anh em ha. Thì cái này là bán cho anh em 40 triệu. Một con 7 chỗ còn đăng kiểm ha. Chạy máy xăng 1 chấm. Xe là 7 chỗ cửa lùa nha anh em. Cửa lùa thì anh em về có thể là chở cà phê, chở tạp hóa hoặc là tập lái thì ok. Mấy con này tập lái cũng rất là ok. Mà chỉ có 40 triệu nha.
nó đeo biển là 79A15566 đó. Thì em có bán thêm mấy chiếc xe này anh em ha, thì anh em có mua được ủng hộ giùm em nha. Một chiếc 7 chỗ giá 40 triệu quá là hợp lý, đời 2007 anh em ha. Thì cuối video cho em xin một like, một đăng ký, cảm ơn anh em ủng hộ kênh em trong thời gian vừa qua ha. Và câu nói quen thuộc của em là hàng có chậm có trễ thì em cứ điện liền giùm em đi, nó điện giùm em rồi các em sẽ kiểm tra lại. Một là shipper giao chậm, hai là bên em đóng hàng sai sót. Thì nói chung á, cái chuyện sai sót là đơn hàng một ngày em đóng cũng mấy chục đơn, nhiều khi nó có sai một đơn là đó cũng là chuyện bình thường, anh em cũng thông cảm giùm em. Thì cứ điện nhắn tin lại giùm em để coi nó có lộn chỗ nào để em biết, em gửi lại cho anh em ha. Mà những anh em mà muốn tính cách muốn chiêu ghẹo thì bỏ qua giùm em nha. Nói chung là hàng nhẹ thì em không có cọc, nó gửi tới rồi gửi lui tốn thời gian của em và nhiều khi nó hư hao. Sợ nhất là vấn đề hư hao anh em, chứ còn cái vụ mà tiền ship 20-30 ngàn đi về cũng không có ảnh hưởng gì đến em mấy, nhưng mà sợ cái là nó hư hao anh em. Một cái món hàng 2 triệu mấy 3 triệu đồng mà về nó hư một cái thì anh em đã lỗ mất là mấy triệu đồng rồi anh em ha, cũng thông cảm giùm em nha. Nó một cái còn một cái lo thành phẩm con 100 nè anh em, cái lưới màu vàng, bát là bát 750 luôn anh em nha. Nó một cái lo vỏ nỉ như thế này bán anh em giá là 1.400.000. Còn anh em muốn tháo bát ra hoặc là tháo chép ra thì em bán cho anh em cái vỏ này 200.000 thôi. Một cái vỏ, vỏ sơn nha, 200.000 một cái 40. Đó, anh em cứu gieo thì em thanh lý cái này rẻ cho anh em ha. Một cái vỏ này 200.000 cũng được luôn anh em. Một cái độc xì 231 này bán em 800.000 thôi. 800.000 cho một cái độc xì 2231. Các cần hoạt động tốt đây, đầu thắt ở đây. Cái này em tháo qua chụp hình cho khách gì em cũng không nhớ nữa anh em ha. 800.000. Dạ chào anh em nha.